Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, giá Bitcoin tăng vọt ngay sau khi có báo cáo rằng cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024, đã bị tấn công tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Donald Trump đang phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử thì những tiếng súng và tiếng nổ vang lên. Cựu tổng thống đã đưa tay lên tai, ông cúi xuống đất và ngay lập tức bị các mật vụ bao vây trước khi đứng dậy với khuôn mặt đầy máu. Mật vụ đã tuyên bố rằng Donald Trump vẫn an toàn. CNN đưa tin, các nguồn tin từ các cơ quan thực thi pháp luật đang coi vụ việc này là một nỗ lực ám sát và các nguồn tin trong mật vụ cho biết kẻ nổ súng đã bị cơ quan này tiêu diệt. Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ tiền điện tử trong những tháng gần đây, khiến ông khác biệt với đối thủ của mình trong cuộc bầu cử sắp tới, tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Khi sống sót sau một nỗ lực ám sát rõ ràng, một số nhà đầu tư và người đặt cược tiền điện tử hy vọng rằng điều đó sẽ có lợi cho chiến dịch tranh cử của ông trong những tháng tới. Và nếu ông thắng cử, những người ủng hộ tiền điện tử mong đợi quá trình điều tiết sẽ diễn ra suôn sẻ so với nhiệm kỳ thứ hai của Joe Biden. Những người đặt cược trên nền tảng thị trường dự đoán tiền điện tử hàng đầu Polymarket đã tăng cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử của Donald Trump, tăng từ 60% cơ hội trước cuộc tấn công lên tới 71% ngay sau đó. Hiện tại, tỷ lệ này là 67%, trong khi những người đặt cược cho Joe Biden là 15%. Polymarket cho biết tỷ lệ cược của Donald Trump đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Bảy. Trong một dự đoán táo bạo, một nhà phân tích tiền điện tử đã dự đoán rằng Bitcoin sẽ chứng kiến mức tăng vọt 500% lên $330,000. Vào ngày 10 tháng 7, Arsen Tagasov, một nhà phân tích tiền điện tử, đã bày tỏ sự lạc quan về triển vọng tương lai của Bitcoin, dự đoán loại tiền điện tử này sẽ tăng vọt lên $330,000 trong chu kỳ tăng giá năm 2024. Nhà phân tích này đã đưa ra dự báo đầy tham vọng của mình dựa trên một mô hình lặp lại được xác định cho các biến động giá lịch sử của Bitcoin. Chia sẻ biểu đồ giá mô tả chu kỳ tăng giá của Bitcoin với mức cao kỷ lục tương ứng, nhà phân tích tiết lộ rằng Bitcoin liên tục trải qua mức tăng giá đáng kể lên mức cao kỷ lục mới sau mỗi chu kỳ 4 năm. Các chu kỳ này cũng trùng với các sự kiện halving của Bitcoin diễn ra 4 năm một lần. Để chứng minh cho quan điểm này, nhà phân tích đã phát thảo các chu kỳ tăng giá trước đây của Bitcoin vào năm 2012, 2016 và 2020. Theo Tagasov, vào năm 2012, Bitcoin đã tăng từ mức giá khiêm tốn là $12 lên $1,000, đánh dấu mức tăng giá trị vượt trội là 9,000%. Sau chu kỳ này, tiền điện tử đã chứng kiến một đợt tăng giá lớn khác từ $650 lên $19,000 vào năm 2016, làm nổi bật mức tăng đột biến 3,000%. Vào năm 2020, đánh dấu một trong những đợt tăng giá Bitcoin lớn nhất từng được ghi nhận. Bất chấp sự biến động của thị trường tại thời điểm đó, Bitcoin đã tăng từ $8,000 lên mức cao nhất mọi thời đại trước đó là $69, phản ánh mức tăng giá lớn 1,200%. Dựa trên xu hướng tăng giá tái diễn này, nhà phân tích dự đoán rằng Bitcoin sẽ trải qua mức tăng giá 450% lên $330,000 trong chu kỳ thị trường năm 2024. Giữa mỗi chu kỳ 4 năm, nhà phân tích đã đếm được khoảng 800 ngày trước khi Bitcoin tăng giá. Dựa trên biểu đồ giá của ông, thị trường đã bước vào chu kỳ tăng giá và đang dần lấy lại đà để có khả năng sớm đạt mức cao nhất mọi thời đại. Bất chấp những dự báo lạc quan của Tagasov, Bitcoin đã có xu hướng giảm mạnh, gặp phải sự biến động đáng kể và giá giảm trong bối cảnh thị trường bất ổn đang diễn ra. Trong khi nhiều nhà phân tích dự đoán rằng Bitcoin sẽ tăng mạnh trong chu kỳ tăng giá này, thì những tuần gần đây giá trị tiền điện tử này đã giảm xuống dưới mức $60,000. Theo nhà phân tích Ali, thị trường tiền điện tử đang thể hiện cảm giác sợ hãi tột độ, có khả năng là do giá trị Bitcoin giảm và thanh lý quy mô lớn. Trong khi hiệu suất kém của Bitcoin vào tháng 6 và tháng 7 có thể khiến một số người khó chịu, Ali tiết lộ điểm xuống tích lũy của tiền điện tử cuối cùng cũng có vẻ tích cực. Nhà phân tích đã chỉ ra sự thay đổi đáng chú ý trong tâm lý của các nhà đầu tư, nhấn mạnh rằng nhiều nhà đầu tư hiện đang tích cực tích lũy Bitcoin sau khoảng thời gian bán kéo dài vào tháng 4. Và thông tin cuối cùng, Justin Sun tiếp tục mua thêm ETH, đã mua hơn 1.600 ETH trị giá 5 triệu USDT. Bất chấp sự tích lũy mạnh mẽ này, anh ta đã gửi thêm 45 triệu USDT vào Binance, ám chỉ đến việc tích lũy thêm Ethereum. Nền tảng Tron của Justin Sun đã tác động đáng kể đến thị trường tiền kỹ thuật số với khoản đầu tư lớn vào Ethereum. Kể từ ngày 8 tháng 2, số lượng Ethereum nắm giữ của ông trên 3 ví đã tăng vọt lên 362.751 ETH. Khoản đầu tư $1,1 tỷ với mức giá trung bình là $3,047 cho mỗi ETH. Sự ổn định về giá của Ethereum quanh mức $3,070 trong bối cảnh thị trường biến động cho thấy sự tự tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư được củng cố với khoản đầu tư của Justin Sun và triển vọng lạc quan đối với các Ethereum ETF. Justin Sun gần đây đã gửi thêm 45 triệu USDT vào Binance, ám chỉ đến các vụ mua thêm Ethereum tiếp theo.
chiến lược mua của Justin Sun cho thấy sự mạnh mẽ của Ethereum như một nền tảng blockchain hàng đầu và làm nổi bật sức hấp dẫn của nó đối với các nhà đầu tư dài hạn. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.